cảm thọ mới sinh khởi lên. Bởi vì không chấm dứt cái cảm thọ cũ thì nó sẽ duyên cho cái tham ái nó sinh khởi lên. Mà bây giờ không chấm dứt được cái cảm thọ cũ thì bằng niệm như vậy thì cái gì nó sinh khởi lên? Đức Phật cũng dạy là với một cái tâm thiện như vậy thì thọ duyên cho thắng giải. Nó sinh khởi lên. Và mỗi khi mà ta vắng giả như vậy thì cái người này đã chấm dứt đi một cái tạm thời, đẩy lùi đi cái tham ái, cái nội thân ở trong cái tham về cái thọ sinh khởi. Tương tự như vậy, cái người này thu thúc về cái tư tưởng của mình, chứ không phải không ai thu thúc về tư tưởng của mình, và thu thúc về cái ý quyền của mình. Ý quyền nó gồm tất cả là tất cả tâm, tức là 121 tâm. Cái người này gìn giữ ở bên ngoài rồi, không cho phiền não từ bên ngoài nó xâm nhập vào, và gìn giữ không cho cái phiền não từ bên trong nó khởi sanh lên. Tức là những cái pháp tùy miên nó có thể nương những cái ý quyền này nó sởi bởi những cái tâm tham, tâm sân, hoặc là những cái tâm thiện. Những cái tâm thiện nó cũng có thể sinh khởi những cái phiền não chứ không phải không. Khi nào một người mà có tâm thiện nó tràn đầy hỷ lạc mà không ghi nhận như vậy thì nó sẽ đem tới cho một người đó cứ nhớ hoài, cứ tưởng hoài những cái việc thiện mình đã thực hiện, mà nhớ hoài tưởng hoài như vậy ở một mặt, ở một góc độ nào đó thì quan hỷ với cái phước mình, nhưng mà ở một mặt nào đó là nó làm điều kiện cho một cái phiền não, một phiền não phóng dật nó sinh khởi. Bởi vì phiền não phóng dật này nó sinh khởi bởi do nhớ là cái cảnh quá khứ, hoặc là cái phiền não phóng dật này nó có duyên sinh khởi cho nó khi nhớ tới những cái cảnh vị lai, khi mà mơ tưởng đến cảnh vị lai. Và cái người này thu thúc được cái ý quyền, tức là gìn giữ cái ý của mình, an trú cái ý mình, quý hai đành tí an trú cái ý mình để nó loại trừ sự đấm nhiễm của tham sân như vậy. Và đã khéo, chữ khéo ở đây xuống sân quýt sân giúp tăng là cái gìn giữ bên ngoài, mà gìn giữ cách khéo léo, gìn giữ không gìn giữ xuông, mà gìn giữ để tìm thấy cái gì, tìm thấy sự biến đổi của nó, để rồi nhận thức được một cái sự, tìm thấy ra một cái khổ ở trong đó. Dù cho cái tâm thiện thì cái người này sẽ gìn giữ để cho không có tham sân nó sinh khởi được, để cho nó không làm duyên cho tham sân sinh khởi được. Nhưng mà người này cũng phải gìn giữ để thấy như thế nào, để thấy rằng cho dù rằng là cái ý quyền này, là cái tâm này nó là tâm thiện, nhưng mà nó sẽ còn có một cái quả của tâm thiện đó. Cái quả này mà dẫn tới cái luân hồi đó chính là cái quả tái sinh. Nhưng mà tạm thời mình đẩy lùi đi cái tham sân và đẩy lùi đi những cái điều mà khiến cho cái tâm mình bị phiền não nó sinh khởi. Chúng tôi trình bày quý vị rằng khi mà chúng ta nghiêm trì hay là gìn giữ được, thu thúc được cái thọ quyền, tức là nhớ được biết đây là cái thọ hỷ, đây là thọ xả, đây là thọ lạc, đây là thọ ưu, đây là cái thọ khổ, để nhằm chấm dứt đi cái thọ cũ, không có thọ mới sinh khởi lên, thì nó duyên cho thọ duyên cho ái, đó là đối bất thiện, mà thọ duyên cho thiện thì đó là cái thắng giải. Mà mỗi khi mà thắng giải nó sinh khởi lên thì thưa quý vị, nó giải trừ được, nó tạm thời áp chế được cái hoài nghi. Bởi vì công năng của cái tâm sở thắng giải thì nó giải trừ đi cái hoài nghi, hay là nó áp chế đi cái hoài nghi, nó đẩy lùi đi cái hoài nghi. Mà hoài nghi cũng lại là một phiền não, hoài nghi cũng là một cái pháp chướng ngại trên con đường mà dẫn tới chứng đắc được thiền định, hoặc là chứng đắc tới đạo quả niết bàn. Đó là câu thứ hai. Bây giờ chúng ta qua tới câu thứ ba. Phô chá năm hí chá mát tăng nhung, là mát tăng nhung là có cái độ lượng, phô chá na là cái vật thực hay là cái vật ăn uống. Ở đây khi nói trên đó hai cái kệ ngôn lên, chúng ta mới liên kết là tại sao Đức Phật ngài dạy tới cái sự ăn uống phải có cái tiết độ. Dường như hai câu kệ trên và cái câu kệ này nó chưa có một cái sự mắc xích liên quan với nhau, mà xin thưa quý vị rất liên quan với nhau. Trước tiên là chúng tôi trình bày trước
một cái ý nghĩa của phô chắc năm hít cha mắt tinh như là tiết độ ở trong biết đủ ở trong cái thực phẩm. Đức Phật ngài dạy vua Ba Tư Nặc rằng khi nào mà hay là dạy chư tỳ kheo cũng vậy, khi ăn mà độ khoảng cái chừng còn hai ba giấc cơm nữa là no thì ngừng lại, ngừng lại và uống nước lên là vừa. Cái đó gọi là biết chừng mực ở trong cái thực phẩm. Bởi tại sao vậy? Xin thưa quý vị, bởi vì một khi mà ăn no quá đó, thì là thân nó sẽ uể oải. Mà một khi mà thân uể oải vậy đó thì nó làm cho cái phiền não hôn trầm thủy miên nó sinh khởi. Cái người ăn quá no, cái người đó sẽ không muốn làm việc nữa, không có năng hoạt trong một cái sinh hoạt, nhất là cái sinh hoạt về tu tập nữa. Bởi vì khi mà mình dùng một cách vật thực cách quá độ như vậy thì nó phát sinh một cái phiền não là hôn trầm. Mà mỗi khi mà hôn trầm nó sinh khởi như vậy thì nó dẫn tới cái tham sân. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sân Kha, dạ. Dạ con Tam Phương con kính đảnh lễ ba ân Đức Phật, ân Đức Pháp, Đức Tăng. Kính đảnh lễ chư đại Đức Tăng, cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Mến chào Ái Minh, mến chào Gopen. Dạ mến chào chị Nga Pháp. Dạ kính mời các chị cùng Tam Phương chúc thật tụng kinh Tam Bảo. Sakya kame charu be giri si kharata te chantali khe vimane di be rak the chagame taru vanagahane ghe hawa thum hi khe te bấm ma cha danh tu đế qua cha la tha la vi sa me rak kha gánh tha bà na ti thanh ta thanh ti khế dân mù ni và ra cha năng sa tha vô mê xuân anh tu thầm ma sa na wa ca lô ayam pha đánh ta thầm ma sa na wa ca lô ayam pha đánh ta thầm ma sa na wa ca lô a thầm pha đánh ta thầm ma sa na wa ca lô ayam pha đánh ta. Xin thành chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không ngự nơi còn bãi đất liền hoặc các châu quần ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn. Chư giả xoa càng thác bà cùng lòng vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây. Xin thịnh hội họp lại đây, lời nào là kiểm ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền thiết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ để nghe pháp bảo. Y mê hi đi thu pa thi thế đa chê bùa thân thâm măng sẵn khăn a bi bu cha ma bi ma ni ta đi năng gu na quanh ta nành cha mây hân cha đi năng quý ta tha ya y ta ya su kha ya. Con xin dâng các lễ vật này nhất là nhang đèn đề cung Phật Pháp Tăng Tam Bảo, nguyện cầu cho các bậc ân nhân, nhất là cha mẹ con và con đều được sự tăng hoa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài.
Nam mô ta sa pa ga va to a ra to sa ma sa bu tha sa. Nam mô ta sa pa ga va to a ra to sa ma sa bu tha sa. Nam mô ta sa pa ga va to a ra to sa ma sa bu tha sa. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật đã qua đó, Ngài là Bậc A La Hán cao thượng, được chân hòa chánh biên trì do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Vô sanh ni si nô qua ra bồ thi mô lê ma răng sa xê năng ma ti vi chay vô sam bồ thi ma ga ti a năng cha na nô lô cô ta mô tăng ma na ma mi bù tăng. Đức Phật tam thiền về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý bao, và đất thân toàn bốn ma vương mà thành bậc chánh đạn chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài. Ye cha buddha ati ta cha ye cha cha buddha anatta ban chup ban nha cha ye buddha ahang quanh đa mi sắp ba đa. Chư Phật đã thành chánh giác trong kiếp quá khứ, chư Phật sẽ thành chánh giác trong kiếp vị lai, chư Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại này. Con xin hết lòng thành kính mà làm lễ chư Phật trong tam thế ấy. Iti vi so paragua arahang samma sambuddho vicacarana sambandho sugato lokavidu anuttaro buddhisa dhamma sarati sate vamanusa nang buddho paravati nati me saranang anyang buddho me saranang varang ete nasanchan. Hồn tu mẹ cha ra măng ga lăng chẳng có chị đang cho con phải nương theo, chỉ có Phật là quỷ bao nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con. Ý như lời chân thật này út ta măng ghê nà quanh đê hăng ba đa pan sum và rút ta măng buộc thế vô ca li tô đô sô buộc thô ca ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vì chẳng dưới chân Đức Phật là đặng chi toàn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên phần báo, cúi xin phần báo xa tội lỗi ấy cho con. A thằng thi ca rì ba na thô cha na năng bồ cập ba quê xa dâu chú cha ma gô thầm mô. A dân sanh thi ca rô ba ni tô ni ni văn ni cô tăng ba na ma mi thầm măng. Các pháp luôn theo đạo bậc chánh là con đang đi của bậc thánh nhân, là con đang chánh dẫn người hữu chi nhập niết bàn được. Pháp bảo là pháp trừ diệt các sự đau khổ và các điều phiền não, là pháp chỉ dẫn chúng sanh thoát khỏi cây khổ sanh tử luân hồi. Con xin hết lòng thành kính mà làm lễ pháp ấy. Ye cha thầm ma a ti ta cha ye cha thầm ma a ti ga ta ban chup ban nha cha ye thầm ma a hằng quanh đa mi sam ba đa. Các pháp của chư Phật đã có trong kiếp quá khứ, các pháp của chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai, các pháp của chư Phật đang giáo truyền trong kiếp hiện tại này. Con xin hết lòng thành kính mà làm lễ các pháp trong tam thế ấy. Tô kha tô pha ra wa ta tham mô thành
san đi đi cô a ca li cô e hi pa si cô o pa na si cô ban chân quê đi ta bồ vinh nhô hi tê na thi mê sa ra năng anh nhân vuốt thô mê sa ra năng qua răng e tê na sát qua chế na hòn tu mê cha ra măng ga lăng chẳng có chỉ đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con. Y như lời chân thật này, Út ta mang ghê na quanh đê hằng thẩm manh cha đô quỳ râm, râm mê vô ca li tô đô sô thẩm mô kha ma tu tăng ma mắc. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp. Pháp bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, vui xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Sang khô vi xuất thô qua ra đà vi đây vô sẵn tin thì đây vô sắp ba là ba hi nô hủ nê ghi nê sắp bị thi ba tô a na qua tô tăng ba na ma mi sang khăn chư thánh tăng đã được trong sạch quý báo là bậc đáng cho người dân lễ cung dường vì lục căn của các ngài đã thanh tịnh lòng tham muôn đã dứt trừ là tăng đã thoát ly trần tục và con xin hết lòng thành kính mà làm lễ chư thánh tăng ấy về cha sanh kha a ti ta cha về cha sanh kha a na ta bánh chúp bánh nha cha về sanh kha a hằng quanh đa mi sắp ba đa từ thanh tăng đã đắc đạo cùng qua trong kiếp quá khứ chữ tăng sẽ đắc đạo cùng qua trong kiếp vị lai chữ tăng đang đắc đạo cùng qua trong kiếp hiện tại này con xin hết lòng thành kính mà làm lễ chư thánh tăng trong tam thế ấy Subhatibhanno Paravato Sāvakasaṅkho Subhatibhanno Paravato Sāvakasaṅkho Yabhadipanno Paravato Sāvakasaṅkho Sāmidipadipanno Paravato Sāvakasaṅkho Yadidaṃ Chātāri Buddhasayugāni Āthabhugalā ê sa pha qua tổ sa qua ca sẵn khô a hô nay vô ba hô nay vô đa khi nay vô anh cha li ca nay vô anu tăng bụng nhân khê tăng lô ca sa ti na thi mê sa ra năng anh nhân sẵn khô mê sa ra năng qua răng ê tê na sát qua chê na hòn tu mê cha ra măng ga lăng chẳng có chỉ đang cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý bao nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con. Ý như lời chân thật này, Út ta măng ghê na quanh đê hằng sẵn khăn cha đu vị thô ta măng sẵn khế vô ca li tô đô sô sẵn khô ca ma tu tăng ma măng con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con quanh đa mi chê ti văn sa pang sa pa tha ne su pa ti si tăng sa ha ri ri ka tha tu ma ha bo thi bu ta ro pang sa ka lang sa đa quanh đa mi chê ti văn sa pang sa pa tha ne su pa ti si tăng sa ha ri ri ka tha tu ma ha bo thi bu ta ro pang sa ka lang sa đa quanh đa mi chê ti văn sa pang sa pa tha ne su pa ti si tăng sa
Hare Đi Ca Tha Tu Ma Ha Bồ Thiêm Bút Đà Rô Păng Sa Ca Lăng Sa Đà. Con xin thành kính lễ bái tất cả bảo tháp Ngọc Sa Lợi Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin lễ bái các phần bảo tháp Sa Lợi Kim Thân Phật Đà Bồ Đề sắc khỏi xa bà luôn luôn thành kính hướng hoa cung dường. Con xin lễ bái các phần bảo tháp Xa Lợi Kim Thân Phật Đà Bồ Đề khắp khỏi xa bà luôn luôn thành kính hướng hoa cung dường. Con xin lễ bái các phần bảo tháp Xa Lợi Kim Thân Phật Đà Bồ Đề khắp khỏi xa bà luôn luôn thành kính hướng hoa cung dường. Chúng con xin cung dường Phật Bà ô bao cành hoa toàn hảo hiến dân cầu mong thoát chốn mê trần niết bàn trong đến hậu gần Thế Tôn. Hoa này sẽ bắt toàn dương cảnh ủ rũ dần hình ảnh còn chi chúng con phải chịu thế này xác thân ngũ uẩn chuyển đi bất tường. Chúng con xin cung dường pháp bảo bao cành hoa toàn hảo hiến dân cầu mong thoát chốn mê trần niết trong đến hầu gần Thế Tôn. Hoa này sẽ bất tồn dương cảnh ủ rũ dần hình ảnh còn chi chúng con phải chịu thế này xác thân ngũ uẩn chuyển đi bất thường. Cũng con xin cúng dường tăng bảo bao cành hoa toàn hảo hiến dân cầu mong thoát chốn mê trần niết bàn trọng đế nào gần Thế Tôn. Hoa này sẽ bất tồn dương cảnh ủ rũ dần hình ảnh còn chi chúng con phải chịu thế này xác thân ngũ uẩn chuyển đi bất thường. Con xin hết lòng thành kính làm lễ 28 vị chánh biên tri, 12.000 vị chánh biên tri và 500.000 vị chánh biên tri. Con xin hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biên tri ấy do sự lễ bái cung dường. Xin nhờ oai lực các bậc chánh biên tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều diệt tận. Con xin hết lòng thành kính làm lễ 55 vị chánh biên tri, 24.000 vị chánh biên tri và 1.000.000 vị chánh biên tri. Con xin hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biên tri ấy do sự tự lễ đường. Xin nhờ oai lực các bậc chánh biên tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều diệt tận. Con xin hết lòng thành kính làm lễ 109 vị chánh biên tri, 48.000 vị chánh biên tri và 2.000.000 vị chánh biên tri. Con xin hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biên tri ấy do sự lễ bái cung dường. Xin nhờ oai lực các bậc chánh biên tri mà những điều rủi ro và sự tai hại hãy còn diệt tận. Sắp bề sắp ta a quê là hòn tu su khi ta hòn tu ni dip kha hòn tu a ya pa ya hòn tu ani ya hòn tu di ya yu kha hòn tu a ro ga hòn tu sam ba thi sam ba chi tăng tu tu su khi a tăng năng ba ri ha tăng tu lu khu ta cha đuột kha Ba ya chấp ta cha ni đút ya so khắp ba ta cha ni đút so kha hòn tu sắp bê bì bà ni nô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời này, nghiệp chưa cho quả phước nào nhầm, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ nay cho đến siêu sanh niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc ta đoạn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm miễn, trở mau giải thoát kế liền kiếp sau.
Nếu trẻ chẳng gặp Phật nào nhậm kỳ độc giác, làm sao cũng thành nguyện cầu tam bảo từ ẩn độ, nguyện thoát bao nay nước lửa bệnh, nguyện thải chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tam thân ai lợi danh, nguyện tu tình tăng không dạy đại, nguyện sao đạo quả sớm biến thành. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngữ rõ thông mọi đều, Long Vương thành lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bội, các bậc tại tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn nhỏ hậu vô sanh. Dặn kinh chi cu sa la cầm măng ca ta băng ki ri dặn ma ma ye na quá cha ma na sa di ta se su ga tăng ca tăng ye sa ta say ni no a thi ye cha sa ta cha say ni no ca tăng buôn nhân pha lăng mây hằng sắp bê và ghi và quan tu tế ye tăng ca tăng su quy đi tăng định năng buôn nhân pha lăng mây giá về cha tha ta cha năng tị để gần toa ni dâm sắp bể lô cấp hi về sắp ta chánh cha ha để tu ca ma nu năng phổ gia năng sắp bể la phăng tu ma ma se sa ti phước căn con đã tạo thẳng. Kính cảm ơn chị Lạc Lê. Dạ, chị Lạc Lê rất mít rồi, nghe pháp xin giới nha, nghe pháp tiếp mít của chị nha. Dạ, kính Lạc Lê. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ Nam Mô Thầm Mà, dạ Nam Mô Lễ Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lãnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức. Kính chào cô tu nữ quý rí giá ra ta ná, mến chào Diễm Nguyên Xích Gô Bét, cô Sương Mai Ai Bị Lạc Lê lúc được lúc không. Kính chào tất cả quý Phật thượng truyền tâm quy và hộ ngụ của chúng con. Kính mời quý Phật tử nghe pháp. Sa ca mai hằng phần tê vi sùng rát kha na tha ya ti sa na re ne na sa ban cha si la ni ya ya ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti dầm bi mai hằng phành tê vi sung trát kha na tha ya ti sa ra ne na sa ban cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để quân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ gì. Ta ti yam pi mai hằng phành tê vi sung rakhana tha ya ti sara ne na sa ban cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba.
Và chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh trao truyền tâm quy bằng Phật tử chúng con, và con kính Nhân Mít Đính Sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Vao đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Vao đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Vao đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ Đức Phật Ca Vao đó, ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Vao đó, ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Vao đó, ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Dutiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Dutiyambi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tatiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyambi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Dutiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Dutiyambi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyambi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tỳ saraṇa gaha năng paripun năng, phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phần tê dạ xin dân. Ba na ti ba ta
Về ra ma ni sẽ khá và đăng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự xa sanh. Adina dana về ramani sẽ khá và đăng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara về ramani sẽ khá và đăng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musa wada về ramani sẽ khá và đăng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura mê ra yama chấp bằng ma đa tha na về ramani sẽ khá và đăng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Panati pata we ramani sikha padang samadhiya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana we ramani sikha padang samadhiya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame su mitcha cha ra we ramani sikha padang samadhiya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa tự tà dâm. Musa wada we ramani sikha padang samadhiya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura mera ya machapa ma ya thana we ramani sikha padang samadhiya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha badane sa thuk ăn cắp tâm va áp ma ma đê na ni cha ca lăng sống ma ra khi tam băng. Chư thiện trên nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với vân giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên với vui. A ma phần tê dạ sinh dân. Sì lê na su gà tình danh tí, sì lê na phô gà sà mà đà, sì lê na nịp bù tình danh tí, tà sà mà sì lê nguy sô thà dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tinh phải ráng thọ trì dễ luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thú sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã trao truyền tâm quy vàng ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con, và chúng con kính tri ân thượng tọa, và con kính đảnh lễ đại đức Tuệ Nhẫn mới vào room, và kính mời Sít Cô Mết bốt bài lên để ôn bài. Dạ, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức. Mến chào Nhiễm Nguyên, Xích Cô Bét, Xích Sương Mai, Xích Ái Minh, Châu Phan, chị Lạc Lê, lúc được lúc không nghe pháp, cô tu nữ Quý Lý Gia Ra Ta Ná. Dạ, kính mời. Dạ, dạ, bây giờ đã có bài rồi. Con kính thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn hướng dẫn cho chúng con được ôn bài câu pháp cú số 154, và con kính dâng mít đến sư. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác.
Con cung kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo cao thượng. Con cung kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, hôm nay chúng ta ngâm câu kệ số 154. Trước khi ngâm, sư xin đọc một lần. Gaha karaka ditho si Ula ke ham naka hasi Sapate phasuka phát ga Gaha ku tăng vi sang kha tăng Vi sang kha ra ga tăng chít tăng Tăng hà năng khai giác mách chắc ga Gaha karaka ditho si Puna ke ham naka hasi Sapate fa suha phaga gakutang wisangkhatang Wisangkhara gatang citang tanha nangkha yamachagang Gahakara katang dit Gahakara kadithosi punagehang nakahasi Sapate fa suha wakang Gakutang wisangkhatang Wisangkhara gatang citang Tanha nangkha yamachagang Gahakara kadithosi Punagehang nakahasi Sapete fa sukha phagang Gakutang wisangkhatang Wisangkhara gatang citang Tanha nangkha yamachagang Ôi, người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa. Đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan. Tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Hỡi lầy anh thợ nhà kia, đuôi mè kiều cột, đuôi mè kèo cột gãy lìa lát tan. Bao tham ái thảy tiêu tàn. Tâm ta thắng đạt niết bàn thẩm thơi. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu và bản phổ thơ của Ngài Tâm Cao. Bây giờ sư xin xuống mít, nhường mít lại cho rung ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Minh Châu. Con chưa thấy vị nào giơ tay hay. Con xin các bạn ơi mình Tâm Vương xin đọc trước nha, tự vì không thấy vị nào giơ tay hết. Cảm ơn Gộp Em. Dạ. Gaha karaka ditho si Phu na ghe hằng naka hasi sapate và sukha và ga ga ha cô tăng quý sang ca tăng quý sang kha ra ga tăng chi tăng tăng hà năng khaya ma cha ga ôi người làm nhà kia nay ta đã thấy ngươi ngươi không làm nhà nữa đòn tay người bị gãy kèo cột người bị tan tâm ta đạt tịch diệt tham ái thải tiêu vong và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Gaha karaka ditho si punagehang nakahasi Sapate pa sukha pa gang gaha kutang wisangka tang wisangka ra gatang citang tang anangka yamaha gang gaha kara kadihosi punagehang
Nakahasi Sapatepa Sukha Pagang Nahakutang Sik Wisangkatang Wisangkara Katang Citang Tanghanangka Yamahangang. Dạ, con đã đọc xong cái kệ tâm 54 mà chưa thấy ai giơ tay dậy thì mình mời Ái Minh ơi. Dạ, cảm ơn cô Pen. Dạ, Nam Mô Bích Thà, dạ, Nam Mô Thầm Mà, dạ, Nam Mô Sân Kha, dạ. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 154. Gá há cà rá cá đít thô xí phú ná ghê hằng ná cà há xí sắp bà tê bà su cà bát gà gá há cù tằng quý sằng khá răng tằng quý sằng khà rá gá tằng chít tằng tằng hà năng khá giá mát trà gà gá há cà rá cá nhít thổ phú ná ghê hằng cà há xí sắp bà tê bà su cà pa gà gá há cù tằng quý sằng khá tằng quý sằng khà rá gá tằng chít tằng tằng hà năng khá giá mát chá gà gá há cà rá cá ít thồ xí phú ná ghê hàng ná cà há xí sắp bà tê bà su cà bát gà gá há cu tăng quý sằng khá tăng quý sằng khà rá gá tăng chít tăng tăng hà năng khá giá mát chá gà. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đã tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hỡi này anh thợ nhà kia, rui mè kèo cột gãy lìa nát tan, bao tham ái thảy tiêu tan, tâm ta đã thắng đạt niết bàn thảnh thơi. Bản khổ thơ của Đại Đức Tâm Cao. Và mến mời bàn tay của Sip Ái Minh. Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Viriyaratana. Dạ, kính chào quý anh chị, cảm ơn cô ạ. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 154. Gaha karaka dithusiko, câu 150, đúng rồi. Gá há cà rá cá đi thô xí bú ná ghê hằng ná cà há xí sắp bà tê bà su cà phát gà. Gá há cù tăng vi sàng khá tăng vi sàng khá rá gá tăng chí tăng tăng hà năng khá giam mắt chá gà. Gá cà rá cà đi thô xí bú ná ghê hằng ná cà há xí sắp ba tê pa su ca bát ca
Ya cư tăng vi sang kha tăng vi sang kha ra gà tăng chi tăng tăng nga năng kha ya manh cha gà. Ôi người thợ nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đoàn tai ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tha mái thể tiêu vong. Cổ thơ của Hòa Thượng Minh Châu. Ya ha ka ra ka ti thô si, bu na ghe hăng na ka ha si, sa ba te pa su ka phát ga, ya ha ku tăng vi sang kha tăng, vi sang kha ra ga tăng chi tăng, tăng ha năng kha và mật cha gà. Gá ha ca ra ca đi thô si bú na ghê hằng na ca ha si sắp ba tê pha su ca phát gà. Gá ha cư tăng đi sang kha tăng đi sang kha ra ca tăng chi tăng tăng ha năng kha và mật cha gà. Hỡi này anh thợ nhà kia, rui mè kèo cột gãy lìa nát tan, bao tham ái thảy tiêu tan, tâm ta thắng đạt niết bàn thảnh thơi. Của thơ của Cố Đại Đức Tâm Cao. Dạ em kính mời chị Phương Mai ạ. Em kính mời chị. Dạ kính cảm ơn ái mình. Con kính lễ chư tôn đức tăng, con kính lễ chư quý hòa vị cô tu nữ và sư mai, kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc pháp cú 154. Gá há cà rá cà đít thồ xí bú nhá ghê năng ghê hằng ná cà há xí sắp bá tề phá su cà phá gà. Gá há cú tăng quý sằng khá tăng quý sằng khá rá gá tăng chí tăng tăng há năng khá giá mắt cha gà. Gá há cà rá cà đít thồ xí đi thô xí bùn nhá ghê hằng ná cà há xí sắp bá tề phà su cà phá gần. Gá há cút tăng quý sằng khá tăng quý sằng khá rá gá tăng chí tăng tăng hà năng khá giá mắt chá gà. Gá há cà rá cà đi thô xí bùn nhăn khê hăng nà ca hát si sa ba tê pha su kha pha ga ga ha ku tăng quỳ sang kha tăng quỳ sang kha ra ga tăng chi tăng tăng ha năng kha ya mắc cha ga ga ha ka ra đi thô ga ha ka ra ka đi thô si bùn nhăn khê hăng nà ca hát si sa ba te pha su kha phát ga ga ha ku tăng quỳ sang kha tăng quỳ sang kha ra ga tăng chi tăng tăng ha năng kha mặc cha kha ga. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy đều tiêu vong. Và bản phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hỡi này anh thợ nhà kia, rui mè kèo cột gãy lìa nát tan, tham bao tham ái thảy tiêu tan, tâm ta thắng đạt niết bàn thảnh thơi. Và bản phổ thơ của Đại Đức Tâm Cao. Và kính chào quý vị, mời quý vị lên đi nha, sư mai đã đọc xong. Và mời quý vị nào chưa lên lên nha. Xin trả bài câu kinh pháp cú số 154 ạ.
Yahakaraka Kathintosi Bunayehan Nakahasi Sambate Pasukapakya Yahaputang Bishankatang Bishankara Yatang Kitang Chaga Yahakara Kanitoshi Unagehan Nakahashi Sambate Pasuka Pakna Yahakutang Vishankatang Vishankara Nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đoàn tay người bị gãy, kèo cổ ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu dông, đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thôsi bốn na ghi hăng na ca ha si sập ba tê pa su ca bát ya ya ha ki tăng bi sang kha tăng bi sang kha ra ya tăng ki tăng tăng ha năng kha ya mạch cha ya. Khởi này anh thở nhà kia, vui mè, kèo cột gãy lìa nát tan, bao tham ái thảy tiêu tan, tâm ta thắng đạt niết bàn thảnh thơi. Đó là phổ thơ của Hòa Cao. Dạ, con đã kể xong, xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, con... Phật tử nào có lên ôn bài nữa không? Nếu không kính mời chị Lạc Lê. Chị Lạc Lê lên thỉnh Pháp Sư. Dạ, kính mời chị. Bảo vậy. Alo, Hà ơi, Hà đợi mình xíu, mình đang thỉnh Pháp Sư thế này nghe. Ok. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàng Kha Giá. Con kính mời tất cả Phật tử cùng tâm phương chúng ta thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Tô Sam Ma Sa Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bồ Tát. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bồ Tát. Ramma chaloka thi bati saham bati katang chali ang thi warang awa chatham sang ti tha satta baraja kachatika de se tu thammang Abu Kam Bayang
sa tham ma bê rim quy na chân cha ca dân su tân ba răng đăng vì ma tham ma chăm măng a cô ta danh tô cha sanh ta cha đăng đăng ba bố tha nay về bị xa ya man chê evam bati brahma bhagavantam aya cha tha tum hi pa we na tang butho ka yune na ni wa cha ya tang a butha ba de na na mi ya ma tang ta to ga to ban cha wa ya da yo nay yen a mang ba ye si tham ma to ta to ba pu ti sam bu tho a na nu tham ba de sa nang ma ga wa ra ni de se si sa ta na na ta si ka kham te na sa tu a yo ban te de se ta tham ma de sa nang sa pa ri ya pa ri cha ya a nu kham ba bi ta ka ta we ta phật mới đạt thành quá vị có sa hàm ba ti phạm thiên cả trong thế giới các miền thành cao quan chung cần chuyên đạo màu hiện trước Phật đê đầu đảnh lễ bánh xin ngài tế độ nhân chúng sanh trong khắp cõi trần tội mê điên đạo không phân tội tình cầu Phật tổ ao minh cao xuất hiện oai linh tịnh rất nhiều hằng khai đạo pháp cao siêu tu hành theo đăng cái nhiều thiên duyên thế tôn được mạng viên đạo quý con hết lòng hoan hỷ tán dương nhưng vì hoàn cảnh đáng thương không đành bỏ mất lạc đường làm thinh chúng sanh vốn đa tình lâm bậc không tham đau nhân thật giả từ vô thường khổ não chấp ta ngày nay sơ ngộ thiết tha nhờ ngài xin mở lượng cao dài rắn dài chuyện pháp luân diện giải diệu ngôn chúng sanh nghe đặng pháp môn thoát vòng khổ não dâm dồn bảy lâu giải thoát những nguồn sầu cao thúc diệt tham lam ai dục bao vòng tội tâm sẽ được sáng trong phán tranh tuy tệ hiểu thông tin tường thông thâu lẽ vô thường văn dội ba tướng trong ba cõi mỏng manh vô minh duyên của các hành cõi căn diệu dắt chúng sanh luân hồi biển trần khổ nổi trôi chìm đắng bị ngủ ma vài năm chuyện đi vậy nên cầu đặt từ bi gạo thuyền bắc nhà trại đi với người đưa qua chốn tốt tươi yên tình bờ niết bàn chẳng dính trần ai như đàn rơi xuống trong ngoài chiếu khắp thì tất cả loài hân hoan pháp vi trong khai hoàng rầm rộ luật vi như đại khổ hoàng dương kinh như dây buông trên đường luận như mặt trong văn đường vô minh tư diệu đế kho hình dùi trong giống cua tan giấc mộng trần gian chúng sanh tất cả bốn hàng như sáng trong nước minh quang luôn chờ trời lo mong lặng nhờ ánh sáng trổ lòng trái tan mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khăn khoan Phật nhận lời những chẳng nghĩ hơi
quyết lòng mơ đảo giấy đời, nhắm vườn lóng giá ngày giờ chẳng sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nêm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ dân vạn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn vô cập mà đám mưa đành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ trinh rõ ràng, thỉnh ngài thiết pháp nôi đàn tử bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đường trí trí vẹn toàn. Dạ nam mô Bụt Tha giá. Dạ con thay mặt cho tất cả Phật tử dạ, và cùng Phật tử đã thỉnh pháp sư. Dạ hôm nay dạ con xin kính mời đại đức Tuệ Nhẫn và dạ, hoan hỷ thuyết giảng bài học 155 cho chúng con. Con kính mời đại đức Nhẫn Mít. Dạ con xin kính mời đại đức ạ. Dạ, một tuần nữa lại trôi qua rất là mau, và cuộc sống thì rất là vô thường. Và con đường tứ niệm xứ này, dầu chúng ta có biết rõ về nó thì cũng mất rất là dài, rất là nhiều kiếp sống. Huống chi là chúng ta không có nghe được về nó, thì chúng ta chỉ sanh ra trong vô minh rồi lại chết đi trong vô minh. Và chúng ta không có hiểu gì về cuộc đời này là như thế nào, thì nó rất là uổng cho một kiếp người khi chúng ta gặp được giáo pháp của Đức Phật. Thật là lành thay khi chúng ta được sống trong cái ánh sáng giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và giờ này thì con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý và làm lễ ân đức Tam Bảo. Arahang Samma Sambuddho Phagawa Buddhang Phagawantang Aphivadimi Svakhato Phagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Phagavato Savakasangho Sanghang Namassami. Con nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo Đức Thế Tôn đã khéo thuyết là phương linh diệu dược chuyên chữa lành tất cả căn bệnh cho chúng sanh. Những ai có niềm tin chân chánh thực hành theo lời dạy của ngài chắc chắn sẽ đạt được an lạc niết bàn, chấm dứt khổ tử sanh. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo ngài, các ngài là bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại, vì các ngài đã đạt được giác ngộ niết bàn. Bởi phần phước những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm thành tựu các ba la mật, chứng đắc được đạo quả, chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Phước báo do đành lễ ân đức Tăng Bảo phát sanh nên, chúng con kính dâng đến tất cả chư tăng, đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, kính dâng đến các bậc thầy tổ cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, kính chia phước báo này đến tất cả chư dạ xoa long vương càng thất bà xuất sanh ngạ quỷ phi nhân Atula Diêm Chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa cùng thân bằng quyến thuộc của quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và có duyên lành tu tập trong diệu pháp của Đức Thế Tôn để chấm dứt khổ tử sanh luân hồi. Nam mô Bụt Tha giá. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại học câu kệ số pháp cú số 155 ở cái phẩm già. Con xin đọc một lần. Acharitva Ramachariyam Anattha Yobbane Tham Thanang Chinna Kuncha Vacha Yanti
khi ná mách chê quá panh ná nê. Và ngài dịch văn xuôi nè, những người đã không thực hành phạm hạnh, đã không thành tài sản lúc còn trẻ, thì tợ như này cái con cò già bị tiều tụy ở cái ao hồ không còn con cá nào cả. Và chúng ta đã biết cuộc đời thì có vô vàn những chúng sanh sanh ra làm người giàu có sang trọng, nhưng mà họ chỉ đắm mình trong các cái dục lạc ngũ trần, họ không có cái đời sống phàm hạnh. Họ sanh ra họ chỉ ăn những cái xác chết và họ chỉ hưởng những cái dục ở trên những cái bộ xương, rồi họ chết đi, họ lại đọa xứ, họ không biết được cuộc đời này, họ không biết được cái ánh sáng của đời sống phạm hạnh, ánh sáng của pháp màu, ánh sáng của sự giải thoát. Rất rất nhiều những chúng sanh dễ vui như vậy. Và ngay kể cả những cái người xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, rất rất nhiều khi mà được có danh thuyết giảng giáo pháp nhưng mà được người cư sĩ cúng dường nhiều, thì họ đắm chìm trong các cái dục lạc. Họ cũng không còn, bên ngoài thì họ thuyết giảng giáo pháp của Đức Phật, nhưng ở bên trong tâm của họ thì họ hoàn toàn không có một chút gì gọi là đời sống phạm hạnh. Họ không hưởng được cái sự an lạc thực sự của giáo pháp của Đức Phật mang lại. Cũng như không mà thôi, thưa quý vị, rất rất nhiều. Và quả thật, cái con đường tứ niệm xứ này nó rất khó để cho người thẩm thấu nó. Thuyết giảng giáo pháp, nói đến bài kinh chưa đủ, thưa quý vị. Những cái tầng mức thâm sâu mà cái chánh pháp nó được hiển lộ ở sáu căn mới là cái thật sự khó. Chứ còn cái sách vở thì ai cũng có thể thuyết được, dầu là ít hay nhiều. Nhưng mà để nó hiển lộ nơi sáu căn môn của chúng ta trong đời sống hàng ngày, để cho cái thánh trí tuệ đã sanh lên từ các căn này, thật là khó, khó vô cùng. Và bây giờ thì con xin trích nghĩa cái từ vựng của cái bài pháp này. Cái câu kệ đầu tiên là Acharitva Ramacharyam. Cái nghĩa của nó là những người đã không thực hành, đã không hành cái đời sống hạnh. Cái từ Acharitva, cái căn của nó là cái căn cha cộng với từ Itva. Itva, cái tiếp đầu ngữ của nó là á. Ở đây thì gọi là Acharati, nhưng mà ở đây nó chia theo động từ bất biến, nên là nó có cái nghĩa là đã không thực hành. Đã không thực hành, tiếp đầu ngữ á tức là chỉ cho không, phủ định đó. Cái căn cha của nó là sống hay là thực hành, sống hay là thực không, sự thực hành. Và cái từ Ramacharyam, Ramma Acharya, nó là cái nhóm từ lữ tánh, ở đây chia theo đối cách. Ramma chỉ cho cái phạm hạnh, cái phạm hạnh, sự thực hành phạm hạnh. Ramma cái tính từ chỉ cho phạm thiên, chữ cho sự tốt đẹp, sự cao quý, sự thù thắng, thù diệu. Cái từ Chariya, cái căn của nó là căn cha cộng lá. Nó là, ở đây thì nó là danh từ nữ tánh, là việc sinh sống, hành động hay là cái việc thực hành. Cái câu kệ thứ hai gọi là Anatta Yop Bane Thát Năng. Cái từ Anatta đó, đây nó là cái từ động từ bất biến, là sau khi đã không thực hành
đã không đạt được. Tiếp đầu ngữ của nó là á, nghĩa là không. Từ lát tha, cái căn của nó là căn lát. Động từ bất biến là thành tựu, hay là đạt được, hay là gặt hái. Và cái từ tiếp theo là cái từ giúp bá lê, giúp bá ná đó. Giúp bá ná là cái danh từ, nó danh từ trung tánh. Ở đây nó chia theo định sở cách, tức là lúc còn trẻ, hay là lúc đang còn trẻ, hay là trong khi đang còn trẻ. Đang còn trẻ. Cái từ tha năng tha ná đó, nó là cái danh từ trung tánh. Ở đây chia theo đối cách. Tha lá tức là tài sản. Tài sản. Tài sản ở đây thì chúng ta biết nè, tài sản vật chất, và cái tài sản trong câu kệ này nó có nghĩa là thánh sản nữa. Bởi vì nó có nghĩa là thánh sản, vừa là thánh sản thì vừa là tài sản. Trong cái câu kệ này nó có cả hai cái nghĩa thì chúng ta cần phải nắm bắt. Và tiếp theo là cái câu kệ thứ ba là Chinna Côn Cha Quý Cha Danh Tí Khi Ná Mát Chê Quá Bắp Quá Văn Ná Lê. Cái từ Chinna Côn Cha đó, Chinna cộng với Côn Cha, nó thuộc nhóm từ hay là hợp từ nam tánh. Ở đây cái câu kệ này được chia theo chủ cách số nhiều. Cái từ Chinna Côn Cha tức là những cái con cò già, những cái con cò già. Chinh lá cái căn chi, căn chi. Ở đây chi theo quá khứ phân từ, đã trở lên già, đã bị già. Côn cha là danh từ nam tánh, chỉ cho loài cò hay con cò. Từ tiếp theo là cha danh tí. Cái căn của nó là căn chê. Cha chất tí đó. Ở đây nó là động từ, nghĩa của nó là bị tiều tụy, ủ rũ. Bị tiều tụy, ủ rũ. Và tiếp theo là cái từ khi ná mắt chê. Đây nó thuộc về cái từ là từ khi ná cộng với từ mắt chát. Nó thuộc về trung tánh và chia theo định sở cách là ở cái ao, hay là ở trong cái ao, hay trong cái hồ, hay trong cái không còn cá. Khi na cái căn của nó là căn khi cộng với ná, là quá khứ phân từ, nghĩa của nó là đã không còn, đã bị tẩy trừ, đã được trừ diệt. Từ mách cha là danh từ nam tánh. Mách chá, mách chô, mách cha năng đó là loài cá, cái con cá. Và cái từ pan ná nê tức là pan ná ná đó, thì nó là danh từ trung tánh. Ở đây chia theo định sở cách là ở ao hồ. Ở ao hồ như vậy, văn nát lê nè, chỉ cho cái ao hay cái hồ. Ở ao hồ. Và đó là những cái từ vựng, nó có cái nghĩa trong cái bài kệ này là như vậy. Và được Ngài Thích Minh Châu, Ngài chuyển thể thành kệ năm chữ. Là lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Bây giờ thì chúng ta đi đến cái
Phần đoạn thứ hai đó là nói về cái tích chuyện của cái câu kệ này. Kính bạch Chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý vị, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Cái câu kệ số 155 và 156 thì Đức Phật thuyết hai cái câu kệ này cùng một lượt. Trong cùng một cái tích điện là lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền như cò già, bên ao ủ rũ không tôm cá. Câu số 156 là lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Bài kệ Pháp Cú này thì Đức Thế Tôn thuyết khi mà Ngài ngược ở Ý Xí Patanát Migadaye là trong cái vườn lộc giả, và đề cập đến con trai của một vị bá hộ gọi là Mahathana cực phú. Và chúng ta biết là vị trưởng giả này chỉ có một cái người con duy nhất và rất là giàu, và cái người con trai rất là đẹp trai, khôi ngô tuấn tú, và cha mẹ của công tử thì rất là thương yêu, rất là thương yêu con trai của mình, rất là cưng chiều và cũng không cho con mình làm được cái gì cả. Và ông nghĩ rằng tài sản của ông thì vô lượng nhiều như vậy, thì trong một cái đời sống con ta không phải làm cái gì thì ăn cả đời nó cũng không bao giờ hết được. Và ở trong cái thành Varanasi đó thì cũng có một ý gia tộc bá hộ khác, thì cũng chỉ có một cái cô con gái duy nhất, thì cũng có cái gia sản rất là nhiều tiền của, lên đến 800 triệu đồng tiền vàng. Thì cái gia tộc này cũng chỉ có độc nhất một cái làng tiểu thư cũng rất là đẹp. Thì hai cái ông bà bá hộ này lại cùng có cái sự suy nghĩ như là bá hộ ở trên, và cưng chiều cho tiểu thư. Và cho tiểu thư đi học những cái khiêu vũ cùng với những cái nhạc cụ và tấu. Thì đến tuổi thành nhân thì công tử và tiểu thư này được hai bên gia đình thấy muốn đăng hộ đối và đã phối ngẫu thành vợ chồng. Và một thời gian sau thì cả hai bên song thân của hai cái người này thì đều qua đời. À, bạch sư có tới chưa? À vậy hả? Chào chú. Con dạ, con xin lỗi, sư xin lỗi quý vị, tại vì vị sư lên chơi buổi tối. Thì khi mà hai song thân ở hai bên đều qua đời thì để lại tới 160 triệu đồng tiền vàng. Và công tử thì thường xuyên hầu đức vua vào một ngày tới 3 lần. Và lúc bấy giờ thì cái bọn du đảng trong cái thành đó, chúng dùng những cái mưu mô, và chúng ấy nghĩ cách để mà dụ dỗ cái công tử này đi vào những cái cuộc chơi. Và nếu mai công tử này trở lên nghiện thì có lẽ là bọn mình sẽ sung sướng, sẽ bị công tử khi mà vào những cái cuộc chơi đó rồi thì sẽ bị lệ thuộc và sẽ phải chi ra những cái tài sản chúng lợi dụng. Vậy thì ta hãy tìm cái cách tập cho công tử
những cái sự chè chén nhậu nhẹt bê tha. Và rồi thì họ mang theo những cái rượu ngon thịt béo Và rồi họ đón chờ công tử đi vào chầu đức vua. Và khi thấy bóng dáng của công tử đi đến thì bọn du thủ du thực bắt đầu uống rượu và họ bỏ muối hột vào miệng và cắn một củ hành rồi đồng thanh nói: chúc công tử sống lâu trăm tuổi. Thì nhân dịp này chúng tôi ăn uống để chúc mừng công tử được nghe mấy cái lời của bọn lưu thủ này. Thì lúc trở về công tử mới Và khi mà cái ông chủ hỏi là cái vị công tử này hỏi là uống nước gì thế thì bọn họ mới họ nói là: thưa công tử, đó là một cái thứ nước giải lao, giải khát. Thì nước ấy có ngon ngọt không? Thì thưa công tử là trong cõi nhân gian này không có cái thứ nước nào lên uống cho bằng cái nước đó cả. Nếu vậy thì ta cũng phải uống cái nước ấy mới được. Và thế rồi công tử mới uống cho người mang rượu đến và tập uống lần lần từng chút. Thì không bao lâu thì công tử đã nghiền rượu và chúng đến tháp tùng công tử và chúng cũng đi theo. Và rồi lâu dần thì cái chàng công tử này nghiện rượu, rồi cái người vợ của công tử thì cũng bài bạc, cũng bê tha. Thì cả hai vợ chồng đều dùng hết những cái tài sản của mình trong một thời gian rất là ngắn. Thì công tử tiêu pha hoang phí như vậy thì chẳng bao lâu sau thì cái số tiền hai bên cha mẹ để dành như vậy thì công tử tiêu hết. Thì cái vị quản gia mới cho biết là: thưa chủ, tài sản của ông đã hết sạch rồi, thế phần tài sản của vợ ta không có ư? Thưa ông chủ, có ạ. Nếu vậy thì hãy đem cái của đó lại cho vị công tử tiêu xài. Và thế là cái số tài sản chánh sau khi bị công tử phung phí hết sạch thì rồi lần lượt đến ruộng vườn đất đai, bò xe vân vân cho đến lồi đồng, mâm thau hay dụng cụ gì ở trong gia đình thì đều tiêu hết. Và tất cả đều bị công tử đưa đi bán để lấy tiền ăn uống. Và đến lúc tuổi già thì tài sản khánh kiệt. Và công tử mấy vợ hình như cũng không có cái người con nào để đối dõi. Thì công tử bán luôn cái ngôi nhà của mình. Rồi bị chủ nhà mới đuổi ra khỏi nhà. Và công tử dắt vợ và đi ngủ nhờ ở cái vách trái nhà của người khác. Và cầm cái mai rùa để đi khất thực xin ăn cơm thừa canh cặn của dân làng. Và một hôm á, thì công tử đến trước cái cửa của cái phước xá thì thấy cái công tử này thọ lãnh cái đồ ăn thừa của các vị tỳ kheo trẻ bố thí
Thì Đức Thế Tôn mới mỉm cười. Thì lúc bấy giờ trưởng lão Ananda bèn hỏi Ngài về lý do của cái cười, của cái cười mà nụ cười ấy. Thì Đức Thế Tôn mới bèn giảng rằng: ở quý vị biết tại sao mà Ngài Ananda luôn đi sau Đức Phật, mà tại sao mà Ngài Ananda lại biết Thế Tôn cười? Thì quý vị nên nhớ rằng bốn cái răng nhọn của Đức Phật á, bất cứ khi nào Ngài hé miệng cười thì cái hào quang nó sẽ túa ra hai cái bên. Do vậy mà tại Đức Ananda thấy được và Ngài hỏi lý do tại sao Đức Thế Tôn cười. Tại sao mà Đức Thế Tôn, tại sao Đức Ananda đi đằng sau mà thấy Thế Tôn cười nè? Do cái răng nhọn của Ngài, khi mà Ngài cười á, thì cái hào quang nó túa ra hai cái bên. Thì Đức Thế Tôn mới trả lời rằng: này Ananda, hãy xem cái vị công tử con của cái ông Bác Hộ, ở cái kinh thành này đã phung phí hết hai cái gia tài 800 triệu đồng tiền vàng, rồi dắt vợ đi ăn, đi xin ăn như thế kia. Giá như mà lúc thiếu niên á, mà cái công tử này đừng có phung phí của cái, siêng năng làm những cái công việc, thì chắc sẽ trở lên đệ nhất Bá Hộ ở cái thành này chẳng sai. Hoặc là giả nếu mà công tử xuất gia hành đạo thì sẽ đắc A-la-hán, vợ của công tử thì cũng sẽ đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Còn nếu mà lúc trung niên mà đừng có phung phí của cải sản, siêng năng trăm năm, thì chắc chắn sẽ trở lên đệ nhất, đệ nhị Bá Hộ trong cái thành này. Và nhược bằng nếu mà xuất gia hành đạo thì chắc sẽ đắc quả A-la-hàm, vợ thì đắc Tư Đà Hàm. Và giá như lúc lão liên đừng phung phí của cải tài sản, siêng năng trong làm việc, thì chắc sẽ trở lên đệ tam Bá Hộ trong cái thành này. Và nếu xuất gia hành đạo trong giáo pháp của Đức Như Lai thì chắc chắn sẽ đắc được quả Tư Đà Hàm, vợ thì đắc Tư Đồ Quần chẳng sai. Còn bây giờ thì công tử đã bỏ cả tài sản của người cư sĩ tại gia, bỏ cả quả báu của bậc xuất gia giải thoát, thành ra phải chịu đói khát y như là cái con cò già đứng dưới cái ao hồ mà không có cá. Và nói rồi thì Đức Thế Tôn mới thuyết cái bài kệ này là: Achiritva Ramayan Anatha Yobbane Tháp Năng Chinna Koncha Vacha Dân Tí Hina Mache Vapanatne. Lúc thanh niên cường tráng đã không kiếm ra tài sản, cũng chẳng lo tu hành, thì khi già cả chẳng khác gì con cò già ở bên ao, chẳng kiếm ra mồi, phải khô héo chết mòn. Achiritva Ramacha Riyam Anatha Yobbane Thác Năng Sên Tí Cha Pa Tí Khi Na Hoa Pula Purana Mi Anut Thác Năng. Lúc thanh niên cường tráng đã không kiếm ra tài sản, cũng chẳng lo tu hành, nên khi già nằm xuống dáng người như cây cung gãy, cứ buồn than về dĩ. Đó là cái hai cái bài kệ mà Đức Thế Tôn thuyết trong cái duyên sự của cái tích truyện này. Kính bạch chư đại đức tăng, con đã trình bày xong về cái phần duyên sự, và bây giờ chúng ta chia sẻ cái bài pháp ngày hôm nay. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, tất cả thế giới từ quá khứ vị lai, từ quá khứ hiện tại vị lai, tất cả những cái gì chúng ta đắm nhiễm ở trong cái trần tục này thì cũng chỉ là tứ đại, chỉ là cái sắc này hay sắc kia, chúng vô tri vô giác, chúng không biết xấu, không biết đẹp, không biết tốt, không biết sang hèn, chúng không cần ai biết về chúng cả.
Dầu chúng ta không biết về các pháp Đức Phật dạy, thì chúng ta cũng chỉ là các pháp. Mắt thì dầu chúng ta không hiểu về nó thì cái thấy thì cũng vẫn thấy đối tượng thị giác. Dầu chúng ta không biết thì cái nghe vẫn nghe âm thanh. Dầu chúng ta không biết gì về pháp thì cái ngửi mùi vẫn là ngửi mùi. Các pháp chúng vẫn sanh lên và diệt, chúng không cần ai biết về chúng cả. Dầu chúng ta không biết về các pháp, không hiểu về các pháp, thì cái thiệt thức nó vẫn cứ nếm vị. Dầu chúng ta không có biết về các pháp, thì cái thân này, cái thân thức nó cũng chỉ xúc chạm cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, căng trùng. Quá khứ thì cũng chỉ là như vậy, tương lai thì cũng chỉ là như vậy, và hiện tại đây thì sáu căn đang có mặt. Và sau những cái khoảnh khắc của thấy, của nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, thì có vàng, vô minh, phóng dật, tham, sân, si, tật đố, ngã mạn, ganh tị, bỏng sẻn. Và sau cái khoảnh khắc thấy, có rất nhiều những cái phiền não ở trong ngày mà chúng ta không hề nhận diện được chúng. Không hề nhận diện được chúng. Và hàng ngày thì vô lượng những cái tâm thấy sanh khởi, kinh nghiệm những cái đối tượng thị giác. Do vậy cái đối tượng thị giác nó có rất nhiều những cái màu sắc khác nhau, nó in vào nhãn căn. Và chính vì vậy tâm của chúng ta nó bị lãng đãng, rất khó có được chánh niệm tỉnh giác về nó. Và hơn thế nữa, nó lại xấu, nó đang xen. Ví dụ như chúng ta thấy, khi mà cái tâm thấy của chúng ta mở mắt ra thấy đối tượng thị giác, thì ngay lập tức là tham, sân, hoặc si, hay là một cảm thọ chúng đã sanh khởi kế đó. Và dường như là chúng ta nghĩ rằng có cả cảm thọ và cả cái tâm thấy đang còn ở đó cùng một lúc. Nhưng thực tế không phải. Cái tâm thấy chúng đã diệt đi rất lâu rồi, rất là xa rồi. Và dường như chúng ta vẫn còn thấy cái người nào đó quen và đang ở đó, nhưng thực tế thì không có ai cả. Nhưng thực tế thì không có ai cả. Đó là nội như một cái căn môn. Nói về cái thấy thôi là chúng ta đã thấy rằng là nó đang xen kẽ lẫn nhau. Rồi cái nghe, khi mà chúng ta đang nghe như vậy thì chúng ta dường như là có cả cái thấy cái nghe cùng sanh một lúc, nhưng hoàn toàn không phải, thưa quý vị. Khi mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác thật sự thì chúng ta mới thấy rằng ô, khi mà cái nghe này thì chỉ có mỗi cái nghe đang có mặt ở đó, và nó nghe cái âm thanh rồi nó diệt đi. Khoảnh khắc tham thì nó không thể sanh cùng với khoảnh khắc nghe được. Khoảnh khắc thấy cũng không thể sanh khởi cùng một lúc với khoảnh khắc nghe được. Hai cái thế giới này nó khác nhau hoàn toàn. Thực tại của chúng cũng khác nhau, duyên sanh của chúng cũng khác nhau, và duyên diệt của chúng cũng khác nhau. Và chúng là vô ngã. Như vậy thì con người ở đâu, đàn ông, đàn bà ở đâu, hay chúng chỉ là những cái nghe, cái thấy, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm. Và những cái xúc chạm, cảm thọ,
về những cái căn môn, những cái thực tại này. Chúng sanh lên và diệt liên tục trong đời sống hàng ngày. Nếu như chúng ta không nói gì về những cái thực tại này, thì thử hỏi đời sống phạm hạnh của chúng ta có đạt được hay không? Chắc chắn không bao giờ đạt được. Vì sao vậy? Vì những cái thực tại sức đổi là chân thực trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta không bao giờ được nghe về chúng, thì làm sao mà tâm nó về với thực tại để thấy được chúng như chúng đang là. Thì qua cái bài kệ này thì chúng ta thấy được rằng đời sống phạm hạnh thì cái tài sản nó có hai, là tài sản của những cái vượt việc phước thí. Cái tài sản này do sự chăm chỉ làm việc và sự bố thí mà nó đạt được những cái tài sản vật chất. Và cái người, hai cái vợ chồng của cái người này thì đã được cha mẹ rất là cưng chiều. Và đã, khi cha mẹ mất thì hai cái vợ chồng người này đã thiếu cái phước báu và đã bị những cái người ác dụ dỗ, những cái đồng người ác dụ dỗ, và họ muốn thâu tóm những cái tài sản, và họ đã dụ dỗ cái người chồng đi đến những cái trà đình tủ điếm và đã hoang phí và xài không bao lâu thì hết những cái tài sản. Và đến tuổi già thì hai vợ chồng của cái người này đi ăn xin, ăn mày. Và trên đời này không có cái gì mà nó nguy hiểm cho bằng chơi với những người ác, chơi với những người ngu, thưa quý vị. Chơi với người ác, chơi với người ngu, mất hết tất cả những cái tài sản. Không phải như vậy mà mất, còn mất đi cái đời sống phạm hạnh, mất đi cái tư cách, cái nhân cách là một con người, rồi thậm chí mất đi những cái những cái kiếp sống tương lai tươi đẹp, và thậm chí mất đi cả những cái nhân lành, mất đi cái đời sống phạm hạnh, mất đi cả những cái quả thánh đang chờ phía trước, đang chờ phía trước. Qua cái câu chuyện của cái công tử nhà giàu này thì chúng ta thấy ở cái thế gian này rất rất nhiều người đánh mất đi những cái đời sống tốt đẹp cũng vì chơi với bạn ác. Và qua cái câu kệ này thì chúng ta thấy hai cái vợ chồng này còn mất đi cả cái cơ hội gặp Đức Phật, nghe giáo pháp, và mất đi cái con đường giải thoát sanh tử luân hồi mà không biết đến bao giờ mà có thể giải thoát được. Nói về hai cái ngày này thì ở người đời nó đã dễ rồi, nhưng mà ở trong đạo của chúng ta cũng vậy. Đã rất rất nhiều người xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà cũng đánh mất đi
cái đời sống phẩm hạnh rất là cao quý. Và chúng ta biết là cuộc sống của chúng ta thì rất là bấp bênh, và sanh tử luân hồi là vô định, không có ai có thể kiểm soát được bất cứ một điều gì. Ngày nào mà chúng ta không đi được trên con đường tứ niệm xứ thì giới hạnh không bao giờ thành tựu, an tịnh không bao giờ thành tựu, trí tuệ không bao giờ thành tựu. Ngày nào chúng ta không đi được trên con đường tứ niệm xứ đó thì nó không thành tựu được thánh đạo tám ngành. Và nhất là tuổi trẻ. Tuổi trẻ là cái tuổi mà sức khỏe dồi dào. Lúc đó học hiểu rất là nhanh, trí nhớ rất là thông thạo, tay chân làm những cái công việc rất là hoạt bát. Và chúng ta biết là cái tuổi một người nam mà cái tuổi từ 27 tuổi cho tới 40 tuổi hoặc là 45 tuổi ở trong đời sống mà họ không thành tựu cái nhân cách, họ không có những cái bạn hiền, họ không có những cái nghề nghiệp chân chánh, họ không có những cái đầu óc sáng tạo, thì báo trước cho cái người đàn ông đó là vất đi rồi, thưa quý vị, vất đi rồi. Lúc đó mà sự nghiệp của họ không có những cái này thì nó không báo cho họ biết được sự nghiệp của họ có tươi đẹp hay không. Không có. Và chúng ta thấy một số ít người khi mà họ lớn tuổi, họ bê tha. Còn đa phần những cái người tuổi trẻ họ đã bê tha, họ đánh mất đi cái tuổi xuân của họ, và họ không có cái sự nghiệp gì từ lúc cái tầm tuổi đó, thì tâm của họ luôn luôn hướng về cái sự bất cần đời. Họ sẵn sàng trộm cắp, tà dâm, trà đình, tủ điếm. Nên là đa phần những cái con người vậy thì họ không có gượng dậy lại được. Chỉ có một cái số ít có ý chí cực kỳ mạnh mẽ trong cái cuộc đời này thì họ mới thoát ra khỏi được những cái lơi mà họ đắm nhiễm vào những cái dục lạc ngũ trần này thôi. Như vậy thì chúng ta biết là ngay như lúc trẻ thì chúng ta phải học thật nhiều, phải sống một cái đời sống phàm hạnh. Nếu còn ngay lúc trẻ mà chúng ta không có cái chí hướng, không có cái đường hướng rõ ràng, không có sống một cái đời sống phàm hạnh mà chỉ đi đến những cái nơi trà đình tủ điếm, ỷ mình đẹp trai, ỷ mình đẹp gái, ỷ mình có nhà giàu, mà không có lo học hành, không có trau dồi kiến thức, không có trau dồi nghề nghiệp, không có kết giao với những cái người bạn lành, mà họ cứ giao du với những cái người bạn ác, thì lúc trẻ được gọi là không phạm hạnh. Mà cái tầm tuổi trẻ là cái lúc mà giao tiếp, nói chuyện thông thạo, mà lại không đi tìm kiếm nghề nghiệp, không có làm lụng, không có tìm kiếm bạc tiền. Thì lúc mà tuổi già,
thì chúng ta đâu có mối quan hệ nào. Và thân thể thì héo khô, khô gầy. Và không có ai biết đến mình cả. Và chúng ta biết là bất cứ một cái thành tựu, một cái nghề nghiệp nào thì chúng ta cũng đều phải có những cái mối tương giao, những cái sự mà kết bạn để làm ăn, để mà học hỏi, để mà chỉ qua lại thì nó mới thành tựu được những cái tài sản. Cũng vậy, lúc mà tuổi trẻ mà chúng ta không học hành, không tu tập giới đức, không có trau dồi cái đời sống, khi chúng ta xuất gia trong đời sống phạm hạnh của Đức Phật mà chúng ta không có học, không có chăm chỉ học hành, giữ gìn giới hạnh, thì lúc chúng ta về già thì chúng ta không có cái nơi nào nương tựa được cả. Những cái bậc phạm hạnh, những cái vị sư, người ta sẽ tự động cái phước của chúng ta tự động. Chúng ta không có đức hạnh gì cả thì chúng ta sẽ không có ai để mà giúp đỡ khi lúc mà tuổi chúng ta xế chiều. Thì ở đời cũng vậy, mà trong đời sống phạm hạnh cũng vậy. Chúng ta vào Tam Bảo, chúng ta phải hết lòng, hết mực. Chúng ta phải làm đúng tất cả những cái gì. Chúng ta phải cung kính chư Tăng, chúng ta phải giữ gìn giới hạnh, chúng ta phải học pháp, hành pháp. Chứ còn chúng ta sống vào trong giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta chỉ tối ngày chúng ta lo cái chuyện tiền bạc, lo cái chuyện mà này kia, mà không sống cái đời sống phạm hạnh thì nó chỉ được buổi ban đầu. Còn khi mà về già thì tâm của chúng ta sẽ hối hận rằng đời sống của chúng ta đã không tôn kính Đức Phật, giáo pháp và chư Tăng. Chúng ta sống phá cái giới hạnh, làm cho những cái người tại gia cư sĩ và làm cho những cái bậc có chí cười chê. Và từ đó chúng ta sống đầy những cái thiện như vậy thì không những cái về già giống như cái con cò già mà Đức Phật, còn nữa là cái kiếp tái sanh của chúng ta nó cực kỳ nguy hiểm, nó cực kỳ nguy hiểm. Sanh trở lại làm người là vô cùng khó. Nên Đức Phật dạy lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao ủ rũ không tôm cá. Chúng ta biết khi mà con cò già thì nó không thể bay được nữa rồi, chân của nó mỏi mòn rồi, các cái gân cơ nó cứng hết rồi, các cái lông của nó không có mọc ra được nữa, đôi cánh của nó không có vẫy vùng lên bầu trời để đi tìm đến những cái bến bờ, những cái ao hồ khác có cá được nữa. Và nó héo sầu, nó ủ rũ. Và cái ao nó đứng ở đó nó không bay được, mà này ao lại không có tôm cá nữa, nó không có cái cơ hội nào cả. Thì nó sẽ chết ở trên cái bờ ao đó. Chết ở trên cái bờ ao đó. Thì cũng vậy, qua cái câu chuyện này thì Đức Phật dạy nếu mà cái đời sống của chúng ta mà biết tin, hiểu về nhân, về quả, hiểu về sự vô thường của các kiếp sống và hiểu về cái sự tái sanh luân hồi là khổ đau, là bất hạnh, là đi đến trong cô đơn lữ thứ và ra đi trong tẻ nhạt, đi đến những cái bến bờ xa lạ, cha mẹ xa lạ, quốc độ xa lạ, anh em xa lạ, vợ chồng xa lạ, chúng ta không biết từ kiếp nào chúng ta đến đây, nhưng mà chắc chắn nó là một cái nghiệp nào đó từ trong vô lượng
và chúng đã cho một cái tâm tục sinh. Chúng ta sinh ra mang cái hình tướng như này, mỗi cái hình tướng thì đều khác nhau bởi duyên nghiệp. Mà cái tâm tục là chúng ta sanh được đầm người, mà chúng ta đang ngồi nghe pháp với Đức giáo pháp Đức Phật ở đây, thì quả nhiên nó đã là một cái nghiệp cực kỳ đại thiện và cực kỳ cao quý nào đó, mà chúng ta đã tôn kính Tam Bảo từ rất nhiều kiếp sống mới được ngồi ở đây để mà chúng ta chia sẻ và học hiểu giáo pháp của Ngài. Và cái tâm tục sinh đó không những nó tục sinh làm thân nhân loại này, nhưng mà trong cái tâm tục sinh đó nó mang trong mình vô số những cái hành nghiệp thiện ác để nó cho ra trong cái đời sống này. Và cái tâm tục sinh đó nó đã diệt ngay từ lúc chúng ta vào bào thai mẹ một khoảnh khắc duy nhất. Cái mà sinh ra chúng ta thì đã diệt mất rồi. Như vậy tất cả chúng sanh, điểm khởi đầu của cuộc sống là một pháp quả của nghiệp, chứ không phải là nhân, không phải là phiền não. Và chúng ta sanh ra làm người thì nó vô cùng cao quý. Nhưng mà trong cái thế giới của loài người, sáu căn sanh khởi ngũ uẩn này nó vô cùng phức hợp, vô cùng phức hợp. Nó vô cùng đa dạng. Chỉ cần một câu pháp nhưng mà nó có hàng trăm cái tư tưởng khác nhau để hiểu về cái câu pháp đó. Có người thì chấp thủ, có người thì giải thoát, có người thì tham ái, chấp vào. Và cuộc sống thì là sáu căn, sáu trần và sáu thức. Chúng ta sinh ra được làm người, được học giáo pháp Đức Phật cao quý như vậy, nhưng mà điều chúng ta có ý thức được rằng chúng ta cần phải có một cái cuộc sống có ý nghĩa trước khi chết. Chúng ta phải hiểu được cái thế giới này là gì, hay là chúng ta chỉ sinh ra để rồi chết đi trong vô minh, trong tham ái mà thôi, trong cái sự vô nghĩa. Thì cái sinh ra và chết đi đó nó không có ý nghĩa gì cả. Chúng ta sanh ra trong vô minh, nhưng mà chúng ta có duyên lành gặp được giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta có tạo được cho mình có cái duyên để minh sanh khởi, để hiểu được là thế giới này chỉ là danh, là sắc, hàng ngày chúng ta biết bao nhiêu là đối tượng thị giác xuất hiện và biến mất, bao nhiêu là âm thanh xuất hiện và biến mất, bao nhiêu là mùi xuất hiện và biến mất, bao nhiêu là vị xuất hiện và biến mất. Và chúng ta vẫn cứ chấp
cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi, cái này là tôi, cái này là đàn ông đàn bà. Chúng ta có thực sự hiểu đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác hay không? Chúng ta có thực sự hiểu được rằng là muôn đời, bất cứ khi nào cái đối tượng thị giác sanh khởi là có cái thấy sanh khởi hay không? Và có khi nào chúng ta hiểu được rằng cái thấy chỉ duy nhất thấy cái đối tượng thị giác hay không? Cái thấy thì không phải cái nghe, cái thấy thì không phải cái ngửi, cái thấy thì không phải là tiếp thâu, không phải là khai môn, không phải là tiếp thâu, không phải là quan sát, không phải là đoán định, không phải tham, không phải sân, không phải si hay không? Và chúng chỉ là cái thấy, và chúng chỉ thấy đối tượng thị giác hay không? Cái thấy thì chúng không thể thấy ở trên đầu, thấy sau lưng, mà cái thấy chúng chỉ sanh khởi ở nhãn căn. Và cái thấy này nó có phải là khổ đế hay không? Nó có phải là uẩn hay không? Nó có phải là xứ hay không? Phải giới hay không? Nó có phải thường khổ vô ngã hay không? Và nó có chỉ là pháp hay không? Cái thấy thì chắc chắn là ngày nào nó cũng có mặt, dầu ít dầu nhiều. Đối tượng thì giác thì ngày nào nó cũng có mặt. Chỉ khi lúc chúng ta ngủ say, là những cái lúc nghe âm thanh thì không có đối tượng thị giác. Hay là lúc tham thì không phải là có đối tượng thị giác. Các pháp chúng vẫn sanh khởi đời sống hàng ngày. Tứ niệm xứ, liệu rằng chúng ta có dùng cái phương pháp nào để mà làm cho tứ niệm xứ sanh khởi hay không? Hay là các căn cảnh, các xứ của chúng đang có mặt ở đây? Có ai tạo ra được các pháp hay không? Hay là các pháp sanh lên đã bởi duyên của chúng rồi? Có cần phải đi vào những cái trường thiền để mà làm cho các pháp của Đức Phật hiện khởi hay không? Hay là cái thấy đang có mặt mà chúng ta không nhận biết, cái nghe đang có mặt, cái tham đang có mặt, cái sân đang có mặt, cái xúc chạm cứng mềm đang có mặt, những cái đó là những cái thực tại, là những cái pháp mà Đức Phật dạy, nó vô cùng sâu kín và nó rất là hiện thực trong đời sống, thì chúng ta lại bỏ chúng và chúng ta đi tìm một phương pháp, một trường thiền, một vị thầy thiền sư để dạy về một phương pháp để chúng ta áp đặt vào, để chúng ta muốn chế ngự được các pháp. Hay là chúng ta có thực sự quy y Đức Phật, quy y giáo pháp, quy y chư tăng hay không? Hay là chúng ta đang đi lệch hướng với cái con đường này? Ở đây chúng ta không hiểu thì chúng ta đi đến đâu để hiểu khi mà thực tại đang có mặt? Tâm tham, tâm sân, tâm si thì chúng luôn luôn lừa dối và chúng luôn luôn đẩy chúng ta ra khỏi cái thực tại, không cho chúng ta nhận biết. Và nó cũng đang có mặt sau cái thấy cái nghe này. Và nếu như chúng ta không hiểu về các thực tại này, chúng ta cũng không hiểu về nhân duyên, chúng ta cũng không hiểu về giới, chúng ta cũng không hiểu về xứ, chúng ta cũng không hiểu về uẩn, chúng ta cũng không hiểu về lý tứ thanh đế. Không có cách nào chúng ta hiểu được cả. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được thực tại, thì từ cái thực tại đó được trí tuệ sâu đà.
chúng ta cũng nhìn thấy nhân và duyên của nó. Cái thấy thì chắc chắn nó phải là quả của nghiệp, nó không thể có thiện và ác. Cái thấy thì không có tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Cái thấy thì không có vô tham, vô sân, vô si, chánh niệm, hành xả, tâm từ, tâm bi được. Cái thấy chỉ là cái thấy mà thôi. Và chúng ta tạo những cái thiện bao nhiêu đi chăng nữa thì kết quả chúng ta cũng chỉ kinh nghiệm là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm, chính là cái quả của nghiệp. Và những cái quả của nghiệp đó dầu là thiện hay bất thiện thì nó cũng chỉ kinh nghiệm cái tứ đại và cái thuộc về tứ đại. Nó không phải là người này hay người kia. Và nó rất là thực và nó rất là vô thường. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy là chúng ta phải thấy rõ được thiện và bất thiện nơi chính mình. Và cái con đường xả ly cả thiện và bất thiện này vì pháp hữu vi không đáng để bám víu. Như vậy thì cái bất thiện nó cũng cho ra cái quả là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm. Người cái thiện thì nó cũng cho ra quả là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm. Như vậy khi nào chúng ta hiểu cái thấy thì chúng ta sẽ biết được đời sống phạm hạnh của mình. Khi nào chúng ta hiểu được cái thấy thì chúng ta cũng biết được quả của nghiệp do duyên gì mà tạo. Chúng ta cũng biết được nghiệp thiện hay nghiệp ác. Và khi chúng ta biết được như vậy thì chúng ta không còn chấp cứ, chúng ta không còn sầu muộn, chúng ta không còn chối bỏ, chúng ta không còn đổ thừa hay trách móc bất cứ ai cả. Vì chúng ta đã hiểu các pháp do duyên khởi, không có ai hại mình cả. Mà chính vì do không liễu chi năm uẩn, không liễu chi nhân quả, không có tu tập cái con đường tứ thánh đế Đức Phật dạy giải thoát lên là vô minh, chúng duyên cho hành, hành duyên cho thức. Thưa quý vị, vô minh thì nó không có ở xa, nó ở ngay đây thưa quý vị, nó ở ngay sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm này. Nó rất là lớn, nó lớn đến nỗi mà bao nhiêu cái đối tượng thị giác trong ngày trôi đi mà chúng ta không hề hay biết một chút nào. Cái nghe cũng vậy, cái ngửi, cái nếm cũng vậy. Và luôn luôn cái ý niệm về đàn bà, đàn ông, về tôi, về ta, nó tràn ngập trong tâm trí của chúng ta. Thì lấy đâu mà có đời sống phạm hạnh thưa quý vị. Lúc nào đi tu mà chỉ nghĩ tới tiền, nghĩ tới Phật tử, nghĩ tới các cái mối quan hệ, chứ không ai nghĩ tới pháp hết á. Mà nào có Phật tử, nào có ai ở đây đâu. Thì làm sao mà có đời sống phạm hạnh. Mà lúc trẻ mà chúng ta không có học hiểu giáo pháp của Đức Phật thì làm gì có trí tuệ để sanh được. Không tìm kiếm bạc tiền, ở đây nói đến người đời, còn ở trong câu kệ này nè, không kiếm được, kiếm được cái gì? Không kiếm được giới, không kiếm được được định, không kiếm được tuệ, không kiếm được tứ niệm xứ, không kiếm được thất giác chi, bát chánh đạo. Thì cái người tu đó nó, khi mà cũng giống như cái con cò già ủ rũ không tôm cá, tức là khi chết trong giáo pháp của Đức Phật cũng sầu lão, cũng giống như người đời vậy thôi. Và họ chết đi thậm chí còn đọa xứ. Và ngay giây phút này chúng ta không hiểu, không học về giáo pháp của Đức Phật trên các căn môn của mình, không có phát triển được chánh niệm tỉnh giác, thì không có cách nào mà nó làm duyên cho đời sau được cả, để chúng ta gặp giáo pháp Đức Phật được cả. Vì sao vậy? Vì ngay đây chúng ta học giáo pháp mà nó không có cái sự tích lũy nào cả, thì lấy cái gì để mà cho kiếp sau nó tích lũy? Điều đó không hề xảy ra. Điều đó không hề xảy ra. Không bao giờ có chuyện đó. Và đã muôn muôn vạn người sanh ra kiếp người, Đức Phật nói sanh ra khó, tốt đẹp. Sanh ra làm người là khó như vậy, tốt đẹp như vậy.
Nhưng mà cuộc sống đa phần họ chỉ mê mải hưởng trong các dục, và họ không hiểu được cuộc sống này thực sự rất đổi vô thường, rất đổi mong manh. Và chúng thực sự chỉ là những cái bóng ẩn qua mắt, những cái âm thanh qua tai, những cái mùi qua mũi, những cái vị qua lưỡi, những cái cứng mềm lóng lạnh mà chúng xúc chạm hàng ngày mà không hề hay biết, tham đắm mê mải ở trên đó với những cái dòng cảm thọ. Mà cái cảm thọ thì nó cứ sanh đi sanh lại, hết thọ khổ rồi lạc, hết lạc rồi lại xả. Mà chúng ta thì luôn luôn không có nhận thức được chúng tất cả những cái cảm thọ này là vô thường, nên là luôn luôn chấp và luôn luôn muốn mình có được những cái cảm thọ hạnh phúc an lạc. Nhưng mà không hiểu được cảm thọ này không thuộc về mình, mà cảm thọ này chỉ do duyên của xúc mà sanh và diệt mà thôi. Do vậy mà chúng ta cần phải hiểu. Thì ở đây Đức Phật dạy qua cái bài kệ này, thì con xin trình bày và sư xin trình bày đến quý vị về cái sự phạm hạnh của đời, là tức là tuổi trẻ thì chúng ta phải học hiểu nghề nghiệp, rèn luyện tâm trí của chúng ta tốt đẹp. Còn mà tuổi trẻ mà không có học hành mà sống với bạn ác, thì dầu là cha mẹ có để lại tiền muôn bạc để, thì họ cũng sa đọa vào những cái xì ke, ma túy, rượu chè, trai gái. Và đến tuổi già thì họ không có làm lụng, họ không có biết làm lụng, tiền bạc thì hết. Thì Đức Phật ví như là giống như con cò già ủ rũ bên ao, không có tôm cá. Và không những vậy, khi họ chết, họ không có một cái phước nào về bố thí chỉ giới, vân vân, thì họ sẽ đọa xứ làm súc sanh ngạ quỷ Atula. Nếu sanh làm người thì họ cũng là những cái người mà nghèo khó, kiệt quệ. Rồi cái đời sống phạm hạnh cũng vậy. Cái người xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật còn tuổi trẻ, không lo học, không có giữ giới, không có sống một đời sống phạm hạnh, sống phá giới, không tu tập, thì đến tuổi lớn thì những cái người đồng bạn đạo, người ta không còn, lúc đó già không còn, mình cảm thấy hối tiếc và không có cái phước báo nào. Thì khi tái sanh sẽ đọa xứ. Do vậy Đức Phật dạy cái bài kệ này là: lúc trẻ không hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá. Trẻ không sớm biết tu hành, chẳng lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, sanh sao chết mòn. Như vậy chúng ta biết cái đời sống nào mà về tuổi già mà được người chồng thương yêu, người vợ thương yêu, con cái kính trọng, tài sản được chất chứa cho con cho cái, thấy con cái mình đều được tốt đẹp, thì cái đời sống đó họ đã sống rất là kham nhẫn, sống rất là từ tâm và sống rất là vị tha. Thì cái tuổi già như vậy để báo cho họ biết là họ đã có một đời sống rất là phạm hạnh. Thì trong cái sự tu tập cũng vậy, cái người nào càng lớn tu tập mà càng được những cái người Phật tử, càng được chư tăng kính mến, thương yêu, trọng vọng, thì những cái bậc đó trong cái tuổi trẻ các ngài đã làm rất nhiều trong giáo pháp của Đức Phật. Các ngài đã tu tập, đã giảng pháp, thuyết pháp, trì giới, tham thiền, dạy đạo, và các ngài đã xây chùa, cất cốc liêu vân vân để cho tăng chúng ở. Còn đời sống mà xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật mà chỉ nghĩ cho bản thân của mình mà không có cái tâm rộng mở, không có sự học pháp chia sẻ, thì Đức Phật ví như là con cò già bên ao, ủ rũ không có tôm cá. Và phước báo phát sanh lên
Trong thời pháp ngày hôm nay, chúng con xin kính dâng đến tất cả chư tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa long vương, càng thác bà, xuất sanh ngạ quỷ phi nhân, Atula Diêm Chúa. Và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an lạc, tấn hóa và sớm nhiễu ngộ niết bàn trong chánh pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Phước báu của con này, con nguyện là nhân là duyên thành tựu đạo quả ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng này. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn là bà giảng bài Pháp Cú 155 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Lục tu sắp bằng mang lăng ra khăn tu sắp bê đê của ta sắp bà bù trà nữ hòa vê nữ sá đa sò thị phong quanh tu tê. Lục tu sắp bằng lăng ra khăn tu sắp bê đê của ta sắp bằng hàm ma nữ hòa vê nữ sá đa sò thị phong quanh tu tê. Lục tu sắp bằng mang lăng ra khăn tu sắp bê đê của ta sắp bằng sang kha nữ hòa vê nữ sá đa sò thị phong quanh tu tê. Tất cả phương báo hoàn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quái đức của chư Phật, do nhà quái đức của giáo pháp, do nhà quái đức của chư Tăng, có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin do quả của tâm tinh hạnh tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, nữ nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiền bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náo phước hằng hà xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ, hoặc là mới tu, thiện nam tính nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh bốn loại thông thường, nọn thai thấp quá khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đo đài. Cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thải chúng con tấn qua trong pháp Phật rơi giáo truyền. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam, chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt. Nghe pháp xin xuống mic.
Thank you.